anh chị nào muốn học cái bí kíp làm sao mà có thể lấy lại cái số tiền mà mình đã cho người ta mượn mới đây lâu rồi hoặc là cả thập niên nay thì ở đây Lina sẽ chia sẻ cho anh chị một cái bí kíp mà mình đã học được và Lina hiện tại là đang trong cái thời gian áp dụng nó à, anh chị có anh chị mà hỏi Lina là áp dụng được chưa thì dạ em nói là chưa nha tại vì em xin cái ngày lấy lại là ngày 1 tháng 6 <laughs> nhưng mà Lina thấy cái bí kíp này nó cũng rất là hợp lý cho nên Lina muốn chia sẻ để cho anh chị có thể là áp dụng lỡ đâu mà cái bí kíp này nó được mà mình có thể lấy những cái số tiền mà mình nghĩ là đã bị mất đi thì sao phải không? ví dụ như anh chị thấy khi mà à, mình cho người ta mượn tiền á à, nhiều khi á mình không có so đo không có tính toán mình thấy người ta cần thì mình cho người ta mượn thôi sau này đi nào học đi nào mới biết á tại sao mà người giàu người ta giàu và cái người chưa chưa giàu á thì lại không có giàu mà rồi nhiều khi mình trách móc á mình nói trời ơi mấy cái người này hả giàu quá trời luôn mà tính từng đồng từng cách rồi nhiều khi mình muốn tiền mình muốn mượn tiền của người giàu quá anh chị không phải dễ đâu à, bây giờ mình biết tại sao mà người ta giàu anh chị có coi cái băng mà Lina làm hôm qua hôm kia vậy đó không lý do tại sao người giàu á là người ta rõ ràng cái số tiền người ta đang có và cái số tiền đó là đi đâu và làm cái gì Khi mà mình muốn mượn tiền của người giàu á Mình phải có một cái chiến lược cho họ thấy Là cái tiền đó nó có thể là đẻ ra tiền Thì họ mới cho mình mượn Chứ họ không có tự nhiên mà họ đưa cho đưa tiền cho mình mượn tầm bảy tầm bạ đâu Còn nếu như tụi mình á Tụi mình là thấy người ta tội nghiệp quá cho mượn Cho mượn rồi cầu trời lại Phật có ngày nó trả lại cho Phải không? Nhưng mà ta nói trời Phật thì ở xa quá cầu hoài nó không trả Mà bây giờ không lẽ mình bỏ đó thì nếu mà người ta đã thiếu mình trên một năm là coi như là bỏ rồi anh chị nhưng mà bây giờ mình có cái cách mình phải áp dụng cái này lỡ được mình lấy lại tiền của mình thì sao? đi nè có đọc trong một cái không biết là đọc hay là có một cái chị trong câu lạc bộ đó chị đó chia sẻ chị nói vậy nè à, khi mà mình cho người ta mượn tiền á thì nó giống như là đứa con của mình thôi mình phải à, lấy lại cái số tiền đó tại vì giống như giống như là tiền là con của mình mà mà mình đưa cho người ta mình không lấy lại thì mình sẽ bắt con của mình phải không mình thương con của mình thì giống như mình thương tiền vậy đó thì mình phải lấy lại cái số tiền đó của mình đừng có bỏ nó đi tại vì khi mà mình mình bỏ cái số tiền đó thì giống như là mình không thương tiền thì khi mình không thương tiền thì tiền nó cũng sẽ rời xa mình Rui Lina có nghe từ một cái câu này là của từ Max ở Anh Đức à, nếu mà anh chị không biết Max ở Anh Đức là ai là một cái người thầy mà rất là trẻ tuổi Lina hay nhắc thầy này lắm Lina có học trong cái lớp này của thầy Lina rất là rất là tôn trọng cái người thầy này Anh có những cái kiến thức rất là rất là hay à, Thì anh có nói cái câu gì nè Khi mà bạn quyết định cho ai đó mượn tiền Thì hãy chuẩn bị cái tinh thần nha Là coi như cái số tiền đó bạn cho đi Hoặc là bạn nghĩ là mình đủ cái điều kiện Mà cho giống như là người ta không trả lại thì mình vẫn không có bị ảnh hưởng nhiều chẳng hạn giống như là có nhiều người anh chị thấy không người ta không có tiền người ta thấy tội nghiệp quá người ta có thể là đi ra ngoài kia để anh chị mượn ngân hàng lấy cái số tiền đó cho người bạn của mình mượn nhưng mà khi mà mình mình mượn tiền của người này cho người kia mượn thì cái người kia nó đâu có nó có biết là mình đi mượn tiền cho nó mượn đâu mà nhiều khi nó biết á mà bây giờ nó không có khả năng trả cái nó trốn luôn đó cho nên ý của anh Đức nói là khi mà mình cho người ta mượn tiền thì mình có cái khả năng là chấp nhận là mất được cái số tiền đó không? Tại vì có thể là người ta không trả. thì nếu như người ta không trả thì cái cuộc sống của mình đó, nó có vẫn ổn không? hay là mình sẽ bị gặp khó khăn. cho nên những cái bài học ở đây á là không cho người ta mượn tiền mà cũng không mượn tiền người khác cho người khác mượn tiền. thì khi mà anh chị bây giờ mình đã lỡ cho người ta mượn rồi đó, thì bây giờ mình phải có cái cách mình lấy lại thì mình phải dùng tới cái cái lòng biết ơn à, bây giờ Lina chỉ cho anh chị cái cách để mình làm ha thì coi như là nếu mà được thì mình lấy lại tiền còn không sao hết nhưng mà à, cái cách này á lúc đầu nó cũng hơi khó với Lina à, tại vì á, cái người mà Lina cho mượn tiền á là mình mình đã có một cái ấn tượng không có tốt rồi À, nhiều khi nhắc tới cái tên người đó thôi mình còn không muốn nhắc cái tên đó nữa nói chi là mình phải suy nghĩ tới cái người đó mình nhiều khi mình mình mà suy nghĩ tới cái người đó là nó đem tất cả những cái cảm xúc à, hồi xưa trở lại á, là mình không có vui cho nên là Lina là trời ơi mình là tuyệt đối mình nghe cái tới cái tên thôi là mình dị ứng rồi á là Lina bị nặng vậy luôn á là không phải là tại vì tiền tại vì nó có rất là nhiều cái chuyện mới xảy ra nhưng mà bây giờ mình học á mình hiểu rồi mình muốn lấy lại tiền thì trước tiên á, mình phải có cái tấm lòng biết yêu thương mà cho đi cho nên ở đây á trước khi mình lấy lại tiền ha có thể là nhiều khi người ta không có tiền người ta trả mình thì nó có lý do có thể là người ta không có tiền nhưng mà nhiều khi người ta có tiền nhưng mà người ta có thể là lấy cái tiền đó làm cái gì khác nó quan trọng hơn là trả cho mình khi mà họ mượn tiền mình á, thì họ họ nói nói ngon nói ngọt nhưng mà khi mà họ trả đó thì họ coi như là cái trả tiền là cái không có quan trọng lúc nào trả cũng được tại ly nào thấy là cái người này có tiền đi du lịch nhưng mà không có tiền trả đó cái đó là 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 mình thấy là là no good rồi phải không nhưng mà không sao bây giờ mình sẽ dùng tiềm thức và sức mạnh của vũ trụ để mình có thể lấy lại cái số tiền của mình một đồng cũng không bỏ qua <laughs> ok thì trước tiên ha anh chị hãy um, nhớ cái số tiền mà cái người đó thiếu mình cái thứ nhất cái thứ hai á anh chị hãy viết xuống cái lòng biết ơn à, không phải là biết ơn người đó đâu <laughs> à, chúc phúc cho họ mình không có biết ơn họ nhưng mình chúc phúc cho họ chúc phúc làm sao chúc phúc cho họ mạnh khỏe chúc phúc cho họ có công ăn việc làm chúc phúc cho họ có tiền bạc dư giả chúc phúc cho họ có cái có cái tư duy và có cái cái biết suy nghĩ Và phải phải là có cái trách nhiệm khi mà mượn tiền người ta là phải trả Giống như là mình cầu nguyện đó, anh chị ta nói uh, cho người ta mượn tiền thì dễ mà đến khi mà lấy tiền lại phải quỳ lại năn nỉ á ở đây có anh chị nào đi quỳ lại năn nỉ chưa Lina thì không có quỳ lại năn nỉ tại cái tánh của mình là mình là chuyên gia xài tiền mà hồi đó lúc mà mình chưa học câu lạc bộ á Lina không có hiểu về về tiền bạc đâu mình chỉ biết là làm rồi xài thôi tại mình nghĩ cái đó là cái cái cuộc sống là như vậy đi làm rồi về xài thôi nhưng mà từ khi mình học rồi mình hiểu và mình biết thì bây giờ mình phải làm đúng theo cái lực của cái vũ trụ này, ok? Thì bây giờ mình viết là viết làm sao? Trước tiên đó là anh chị hãy nhớ ra cái ngày mà anh chị muốn họ hoàn tiền trả cho anh chị. À, anh chị có thể là để một tháng sau, phải không? À, hai tháng sau, một năm sau, hai năm sau, tùy theo anh chị. Anh chị cứ viết ra. Mà trong khi mình viết á, mình đừng có suy nghĩ là cái người đó không có khả năng trả cho mình. Thật ra có nhiều người có khả năng trả cho mình nhưng mà tại vì họ không trả thôi. Cho nên bây giờ mình viết ra ha Thì mình viết như cách nào nè anh chị Lấy viết cuốn sổ ha Cái cuốn sổ này cuốn sổ Lina xài mỗi ngày Thì anh chị sẽ viết ra cái ngày ha Hôm nay ngày Chẳng hạn như Lina muốn cái người đó trả là Ngày 1 tháng 6 2024 à, Cái người này mình cho mượn chắc uh, nửa cho Nửa cho, nửa cho mượn Chứ nếu mà mình lấy lại cái số mà mình thật sự lấy lại Mà mình đưa cho cái người này á, là rất là nhiều Nhưng mà bây giờ mình chỉ đưa ra một cái con số là Mình muốn lấy lại Lấy lại để làm chi? Để coi như là chúng ta không còn nợ nhau Để đường ai nấy đi <laughs> Cho nên á Mình sẽ ghi cái ngày ha Mình sẽ ghi là hôm nay Hôm nay Ngày Một Tháng 6, 2024. Nhớ có năm vô nha anh chị. Chứ nếu nói uh, ngày 1 tháng 6 mà không có năm vô, nó quốc cho 2030 luôn á. Tại vì mấy con nợ thường thường nó không có chịu trả. Một à, tháng 6. Trước tiên á, là mình phải cảm ơn. À, cảm ơn trước ha. Mình nói tên của mình ha. Tôi, Tôi là Lina Nguyễn. vô cùng hạnh phúc và biết ơn sức mạnh tiềm thức và vũ trụ thiêng liêng xin hãy hậu thuẫn cho tên người đó ra ha. Mình ghi tên người đó ra xong rồi, bây giờ thì mình chúc phúc cho họ. có công ăn việc làm tốt cái người mà đi nào cho mượn là kinh doanh cho nên thì bây giờ mình viết ra chúc phúc cho họ làm kinh doanh có tiền ha kinh doanh có nhiều lợi nhuận chúc cho bạn ấy được mạnh khỏe vui vẻ và bình an cảm ơn ghi tên của người đó ra ha đã, đã có nghĩa là đã xảy ra đó. Lúc nào mình viết cái mình lúc nào con dùng chữ đã hết đó. Đừng bao giờ xài chữ xẻ nha. Đã, đã, hoàng, tiền, ghi số tiền ha. Vào mình phải để cho tài khoản của mình nha, cho để nó đi lộn qua tài khoản của người khác cái nó nói nó trả rồi cho mình là chết. <laughs> tài khoản, ngân hàng, ghi tên ngân hàng mình ra nha. Ngân hàng, thêm, thêm chữ tôi vô nữa nha. Một cách thì một cách nha Nhanh nhất Tuy là mình nói là ngày 1 tháng 6 Nhưng mà mình Chúc phúc cho họ Thì mình muốn là nhanh nhất Có thể là chuyện nó sẽ xảy ra nhanh hơn mình 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 mong muốn nữa Thì một cách nhanh nhất Ngắn nhất Và và cái gì nữa đây ta nhanh nhất và ngắn nhất và mọi người vui vẻ đi ha vui vẻ vì tiền đã hoàn tiền đã hoàn người vẽ vì tiền đã đã thành công vào tài khoản của tôi cảm ơn cảm ơn lúc nào cũng có ba từ cảm ơn cuối cùng nha mọi người cảm ơn đó bây giờ cái 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 từ cảm ơn cảm ơn á mọi người nó vi diệu đó không biết làm sao mà khi mà mình suy nghĩ tới cái từ cảm ơn hoặc là mình nói cái lời cảm ơn á cái tự nhiên trong người của mình nó nó không có thể nào mà có những cái tích cực được ông anh không có những cái gì mà không tích cực được lúc nào cũng có tích cực hết á À, cho nên khi mà anh chị viết như vậy đó, thường thường á là Lina sẽ viết thường thường là 10 à 11 giờ trưa hoặc là 11 giờ đêm. Còn nếu như mà anh chị có thể là sáng sớm mình ngủ dậy đi đó cái việc đầu tiên mình làm mình cũng có thể viết cái đó và hoặc là tối trước khi anh chủ đi ngủ anh chị cũng có thể viết. À, mình viết với cái cái um, thần thái là vui vẻ chứ không có phải là thằng thái trách móc nha anh chị. À, có thể là khi mà mình suy nghĩ tới cái cách mà người ta trả tiền cho mình đó mình rất là vui. À, mà mình lấy cái tiền đó lại rồi thì mình cũng cảm ơn họ. Tại sao mình phải cảm ơn họ? Trong lúc đó họ là cái người thiếu tiền mình lẽ họ phải cảm ơn mình phải không? Cảm ơn họ là tại vì họ có tiền trả cho mình. Chứ bây giờ hả họ không trả mình mình làm gì được họ phải không? Cho nên là mình cứ cứ ra ngoài kia anh chị mà ai mà thiếu anh chị á anh chị cứ viết nhớ nha viết một một người hoặc là hai người cho một cái thôi đừng có viết nhiều quá viết nhiều quá tiềm thức đó. không nhớ đâu tiềm thức á nó như một đứa con nít 3 tuổi vậy đó. Anh chị có thấy đứa cháu của Lina 3 tuổi không? Đó, nó là 3 tuổi đó. Khi mà mình nói cái gì á nó chỉ lặp lại có một chữ cuối cùng thôi. Đó, là tại vì nó chỉ nó chỉ là nhớ được cái khúc đó thì nó lặp lại lúc đó cho mình. Cho nên khi mà anh chị viết á đừng có viết dòng do Tam quốc, viết thẳng vô cái vấn đề mà mình muốn, nhưng mà cái quan trọng á là cái lòng biết ơn và cái lòng cho đi. À, muốn thành công trong tất cả mọi thứ mình làm thì mình hãy có một cái lòng biết ơn và cái lòng cho đi phải không cho nên ok thì Lina cũng chúc cho anh chị là có thể áp dụng được cái này và nếu mà thành công được thì anh chị hãy nhớ trở lại đây để làm gì nhớ không cảm ơn ok cho nên phải trở lại cảm ơn Lina tại cái lòng biết ơn là quan trọng nhất cho nên trở lại nói, cảm ơn Lina và ăn mừng với Lina là anh chị đã lấy được cái số tiền này rồi yes 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 <cười> mất cười thiệt á lúc đó là đầu tiên Lina nghe Lina cũng cũng khó lắm nhưng mà thôi ta nói uh, tiền là con mà lấy tiền lại đi ha và học cái bài học nha anh chị sau này uh, đừng có cho ai mượn tiền nữa hết á. Uh, có nhiều người uh, người ta khó khăn mình giúp họ nhưng mà có nhiều khi mình giúp xong á mình mất cả tiền mình mất cả bạn luôn á cho nên tiền không không có cái gì thăng với mình bằng cơ thể mình với lại tiền hết á <laughs> hãy chăm sóc cái sức khỏe của mình và hãy chăm sóc cái con người bên trong của mình chăm sóc cái tâm linh của mình cho nó được vui vẻ luôn luôn trong cái trạng thái vui vẻ ok ok thôi xin chào tất cả à, mọi người bye bye mọi người